Mình nhỏ đang dẫn Johann Chua 3-0 anh em ạ. Ờ, chết đấy anh em, chết đấy. À, đây là 10 bi anh em ạ. 10 bi chạm 7 anh em ạ. Chua định không được. Cơ thủ Johann Chua, anh vừa mới cắt được dường như là đang chọn dấu bi anh ạ. Wow, có đường riêng anh em ạ. Johann Chua mới cắt tóc đẹp quá, không biết là hai ba rồi, có bị 6 xuống rồi. Không được. Sắp đôi luôn. Tình huống nữa rồi. Ba đâu của Việt Nam, cú phá phá mạnh của Chua. Nữa là vào một trận giao lưu nữa anh em nhé. Sáng như Chua lật lại là dễ mà. Rất hay. Hơi mạnh rồi. Có
4 năm. Xuống lỗ rồi. Chua. Có. Không được rồi, có tình huống rồi. Còn lại 4 bi thôi. Quá đáng tiếc. Cảm ơn các bạn.